Có những vị giáo chủ này người ta nói là siêu nhân siêu nhiên đấy, còn đâu còn trí thì chị nói là phải hơn người rồi, một đấng giáo chủ là phải hơn người nè, còn đâu còn trí thì được, siêu nhân là về mặt trí tuệ cũng được, nhưng mà cái siêu nhiên là làm chủ cả vũ trụ vạn hữu đó, thì cái đó đạo Phật không chủ trương như vậy. Siêu nhân thì được, còn năng toàn trí là điều đó đạo Phật có. Ví dụ như là vô thượng bồ đề là phải nói là toàn trí, nhưng mà còn cái toàn năng thì là năng đây có nghĩa là cái nghĩa thông thường đó. Thì được, chứ còn cái nghĩa mà tuyệt đối là cũng đạo Phật cũng không nói toàn năng. Toàn năng có nghĩa là mình sản sinh ra tất cả, mình làm ra tất cả, mình biến hóa ra tất cả, cái gì cũng thuộc về do mình hết, là đạo Phật không nói vậy. Cho nên Đức Phật không phải là toàn năng, còn trí thì có trí tuệ đạt đến cái đỉnh vô thượng chánh đẳng chánh giác, không còn cái gì, cái sự vật nào, cái hiện tượng nào mà Đức Phật không thấy biết được thân nguyên cực để của cái sự vật đó. Thế thì cái đó gọi là trí tuệ, đó là đạt tới cái đỉnh vô thượng bồ đề, là toàn trí thì được. Nhưng mà toàn năng thì là Đức Phật không phải là đấng toàn năng. Đức Phật không có thể làm ra con trâu tự phun mùa nhẽ phép gì đó để làm ra con trâu, hay là dùng cái sức thần thánh thiêng liêng nào đó để làm ra con người. Con người này phải khổ, con người kia phải được vui. Muốn cho ai cái gì thì cho, mà muốn không cho cái gì thì không cho, và không có làm cái đó được. Cho nên là cái toàn năng thì đạo Phật không được. À, siêu nhân thì là có thể dùng cái từ siêu nhân được. Siêu nhân có nghĩa là vượt qua hơn những người thường thì có. Cái trí tuệ vượt qua hơn người thường có. Cái nhận thức vượt qua hơn người thường. Do vậy cho nên có cái giải thoát giác ngộ mà người thường không hề có. Cho nên là cái siêu nhân thì là có. Mà còn siêu nhiên thì không có. Siêu nhiên là vượt ra ngoài cái thiên nhiên vũ trụ. Coi như mình là cái người mà sáng tạo ra thiên nhiên vũ trụ thì Đức Phật không phải là cái người như vậy. Cho nên có những đấng giáo chủ người ta nói là người ta là người gọi là toàn năng, toàn trí, siêu nhân, siêu nhiên. Nhưng mà theo đạo Phật thì có thể mình không có đạo Phật, bỏ bớt hai cái, không chấp nhận cái đó. Toàn năng là không chấp nhận rằng mình là người sinh ra muôn vật. Đức Phật không nói mình là cái người đó. Người đó người siêu nhiên. Mà sinh ra muôn vật là phải là vũ trụ thiên nhiên. Và vũ trụ thiên nhiên thì ít bữa ta sẽ học về là gia thức. Đó là nhất thiết chuyển thức đó mà. Do nhất thiết chuyển thức đó, như thị như thị biến, dĩ triển chuyển lực cố, bí phân biệt sanh. Chứ còn là Phật không có, không phải là siêu nhiên. Không phải là do Phật làm ra. Do vậy là cần bốn cái từ. Siêu nhân, siêu nhiên, toàn năng, toàn trí. Thì siêu nhân thì Phật có thể có làm được việc đó hơn người, hơn nhiều người. Thì nhiều người còn ví dụ như Đức Phật nói chương thượng thứ hai duy ngã độc tôn vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ, trên là trời dưới là đất, ta là người, họ nói rằng là ta là người cao cả, cao tộc, cao quý. Vì sao vậy? Vì là các vị thì còn luân hồi sinh tử, còn sống ở trong tam giới, bị dục giới, sắc giới, vô sắc giới nó tác động, nó hoành hành. Còn như ta đây á, thì từ đây ta sẽ chấm dứt cái sự hoành hành của tam giới. Tam giới không tác động, không làm chủ, không tác động làm cho ta bị đau khổ như mọi người nữa. Vì vậy mà ta là độc tôn như vậy. Thế thì người nói cao là cao chỗ đó, hơn người là hơn chỗ đó. Siêu nhân là vậy, ta không còn luân hồi sinh tử luôn tam giới nữa. Những cái ý nghĩ về dục, về sắc, về dơ sắc, các vị thì còn, mà tôi thì không còn. Vì vậy cho nên là độc tôn. Vì là con đường sinh tử đau khổ trong lục đạo tôi chấm dứt rồi, còn các ngài chưa chấm dứt được việc đó. Cho nên tôi có thể nói tôi hơn các vị được, thế là siêu nhân.
Còn trí là cái trí cái bằng nhất thiết trí, đại tiểu trí, nhất thiết tiểu trí, nhìn thấu rõ nguồn cơn, cội gốc của sự vật hiện tượng, duyên sanh như thế nào và sanh trụ gì duyên như thế nào, thấy rõ, biết rõ, thiết kiến đạo vô quý, thiết tận vô đạo vô quý, thiết nhất thiết trí vô quý, lậu tận vô quý. Vì vậy cho nên tôi có thể là Phật, là một bậc là chúng nhân. Cho nên lấy cái chỗ đó, người đệ tử Phật chúng ta không có, không có nên mình tưởng tượng mình đưa ông Phật mình quá thật là vĩ đại và cái này siêu nhiên và toàn năng. Đừng nói cái đó, Phật không chấp nhận cái đó. Vũ trụ vạn hữu này không phải Phật làm ra, mà nó là giống như dạng Nho nói thiên là gì, thiên là trời mà, trời đất các bạn, thiên giả là lý thế chỉ đương nhiên, trời là gì, là cái xu thế phát triển vận hành của vũ trụ vạn hữu, nó như vậy là như vậy, chứ không có cái ông. Đạo Phật cũng nói vậy, đạo Phật là cũng sống theo cái quy luật, cái chân lý phát triển vận hành của vũ trụ. Đạo Phật không phải là người làm ra vũ trụ, vũ trụ là lý thế chỉ đương nhiên, cái xu thế phát triển sanh quá 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 sanh 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 diệt diệt sanh diệt vô cùng vô cực, đó là lý thế chỉ đương nhiên, cái xu thế của sự vật nó phát triển như vậy. Mà mỗi cái thì là nó cái gọi là cái hạt nhân của nó, gọi là cái chứng tử của nó. Mà chứng tử của nó thì cũng không có người làm ra, Phật không phải là người làm ra chứng tử đó được. Nên nghĩ cái đó mà hiểu Phật, hiểu Phật về là một người, đây là Pháp Trung Vương tối cao thắng. Cái tối cao thắng của Phật là do vì là cao siêu và thủ thắng ưu việt, là do gì, là Pháp Trung Vương làm chủ của các pháp, là tự tại làm chủ với lục căn, tự tại đối với lục cảnh, và diệt trừ hóa giải được tất cả những cái phiền não, những cái vô minh mà nó bao phủ hiện tượng sự vật, hoặc là người đó gọi là Pháp Trung Vương. Đấy ba cái điều kiện đó. Một là làm chủ lục căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý của Phật không bị cái lục dục thất tình ở ngoại cảnh nó lôi kéo, nó nhận chìm, nó làm cho mê hoặc, đắm nhiễm theo nó, rồi làm chủ lục căn. Còn như phàm phu chúng ta thì rất dễ bị lục cảnh ở bên ngoài, lục cảnh ở bên ngoài nó làm cho đắm nhiễm, nó làm cho mê hoặc, nên mình không có làm chủ được lục căn của mình. Vì vậy mà mình không được gọi là Pháp Trung Vương, hay là lục cảnh, nhớ là lục cảnh chứ không phải là lục trần. Học Phật mà mình nói là lục trần khác, cũng cái đó cũng gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp, mà nói lục trần là lúc nào mới được phép nói lục trần. Còn mà chưa có tới cái lúc mà nói lục trần mà mình muốn nói về sắc thanh hơn vị xuất pháp mà mình gọi nó là lục trần, đó là mình có lỗi với thiên nhiên vũ trụ rồi. Là bởi vì sao? Bởi vì sắc thanh hơn vị xuất pháp nó không hề làm nhiễm ô, chỉ cần có nghĩa là nhiễm ô, mà sáu cái món đó không hề làm nhiễm ô cho ai, không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Nhưng mà tại vì là mình không làm chủ được cái sáu căn của mình, cho nên mình mới bị sắc thanh hơn vị xuất pháp nó cám dỗ, nó mê hoặc, lôi kéo, nó nhận chìm mình, mê tha, mình tự lạc ở trong cái sắc thanh hương vị xuất pháp đó. Vì vậy mà cái sắc thanh hương vị xuất pháp đó nó biến thành ra, nó trở thành cái điều kiện là nhiễm ô, nó làm cho con người đau khổ vì nó. Mà kỳ thật không phải nó, mà là tại vì mình. Cho nên là học cái này thì mình để lục cảnh, Phật là cái người làm chủ lục cảnh, là tự tại với lục cảnh. Cho nên bây giờ đây chúng ta đừng có học nhiều nữa, học từ chữ vậy đó. Gọi là tu mà, là phải tập làm chủ lục căn cho được. Người nào làm chủ được lục căn trong
trong 10 tiếng đồng hồ trong ngày ha, là người đó tu tốt rồi đó, tu giỏi rồi đó, gần đắc đạo rồi đó, chứ không phải cái gì nữa đó. Chú được lục cảnh, được tự tại với lục cảnh thôi.